cho các bạn, đây là một chiếc tàu chở hàng nhìn rất là lạ nha. Nhìn nó cục nít nè. Nhìn quá ngộ các bạn ơi. Và nó nổi hoàn toàn trên mặt nước nha. Cái mũi lê của nó là nằm ở trên mặt nước luôn. Rồi phía sau giống như là cái bơm nước các bạn. Không hiểu con tàu này luôn nha. Đây là một chiếc tàu chở hàng Violet AC. Nhìn giống con tàu Noa truyền thuyết các bạn. Ngắn ngủn và cao nhồng à. Nhìn cục xúc rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy một con tàu rất là lạ. Và phía sau của nó có các cái lỗ bơm nước ra hai bên hông, giống như là bị thủng ruột các bạn. Bị thủng cái lỗ, không hiểu. Không hiểu con tàu này như thế nào luôn nha. Chiếc này có chiều dài là 115m và rộng là 20m. Bây giờ nó nổi hầu như hoàn toàn trên mặt nước các bạn. Đây là một chiếc tàu chở hàng dạng hầm nha các bạn. Có thể là chở các cái loại ngũ cốc hoặc là các cái loại mà không đóng trong container. Và nó tích hợp hai cái cẩu rất là lớn trên con tàu. Đây là chiếc tàu cục xúc nha. Ở phía sau các cái dòi bơm phía sau nè. Nó làm nhìn ngộ ghê thôi chứ. Giống như là bị thủng ruột vậy đó. Đây là cái mấn nước không ạ. 9m4, bây giờ nó tầm khoảng 2m rồi. Mấn nước hiện giờ khoảng 3m các bạn ơi. Nhìn con tàu rất là lạ nha. Đây là lần đầu tiên thấy một chiếc tàu chở hàng mà nó nổi như thế này các bạn. Rất cao và cục xúc. Có thể là chiều dài nó hơi ngắn các bạn so với chiều ngang của nó. 115m. Đây là bánh lái. Chân vịt và bánh lái. Ngộ thì chứ. Cái xe này có thể chở được 11.000 tấn các bạn. Nhìn rất là dễ thương nha. Và anh Lai Dắt đang đẩy một chiếc tàu của Việt Nam các bạn. Hôm trước mình có quay Vinasin của Việt Nam. Một chiếc tàu của tập đoàn Vinasin Vinalai hồi xưa nha. Bây giờ không biết bán cho ai nữa. Chiếc đó cũng khá là lớn các bạn. Đây là một chiếc tàu của Long Phú. Đây là Long Phú 20. Đây là một chiếc tàu chở dầu và hóa chất. Chiếc này có chiều dài 112m và rộng là 18m. Một anh chở dầu của Việt Nam các bạn.
sang là cái cầu Phú Mỹ nha Hoàng. Mình quay xa thì nhìn thấy nó mỏng manh, thật ra là rất là chắc chắn. Một cái cầu của thành phố Hồ Chí Minh rất là nổi tiếng. Và đây là một chiếc tàu container Sky Orion, một chiếc tàu container chở được 1891 TEU. Đây là chiếc tàu container dài 172 m và chiều rộng là 27 m, một chiếc tàu của Hàn Quốc nha. Chiếc này hạ thủy năm 2015 các bạn, và cả nhà của nó là Panama. Hiện giờ nó rời khỏi cảng Cát Lái các bạn ơi.
Đây là chiếc Kawasaki, một chiếc tàu chở container được hạ thủy 15 năm trước và đang hoạt động dưới cờ của Hồng Kông. Và nó chở rất là nhiều container rời khỏi cảng Cát Lái nè. Ở đây nó chở tới 5 tầng trên bon các bạn. Và chiếc Sid Kawasaki này chở được 1.708 TEU. Đây là một con tàu có chiều dài 170 m nha, khá là lớn các bạn. Sid có màu xanh nước biển rất đẹp. À, mấy ông này đi đâu đây? Xà lan cổng một anh phà xe cuốc các bạn, đi qua sông Đồng Nai, sông Xà Rạp. Sid đang từ từ rời khỏi cảng Cát Lái. Kawasaki là một cái tên của Nhật các bạn. Rất là đẹp nha.
Và đây là One 2165, một chiếc tàu container được hạ thủy 24 năm trước, năm 1998. Một chiếc tàu rất là lớn tuổi các bạn. Đây là chiếc tàu có chiều dài này không có dài lắm, 160 m và rộng 25 m, để chở được 1.000 TEU nha.
anh Jeonggu-dong 2, một chiếc tàu container khổng lồ của anh, chở được 1.900 TEU. Và chiếc này có chiều dài 171 mét nha, và rộng là 27 mét các bạn. Đây là chiếc tàu container chở được 24.000 tấn các bạn ơi. Quá trời, trời nguyên cái màu xanh lá cây luôn. Cảng cắt lái đang quay đầu vào bến nha các bạn. Quá trời đẹp. FB Chow, một con tàu container đi dưới cờ của Syrup, sức chở chưa đến 1.000 TEU các bạn, và có chiều dài là 140 m và chiều rộng là 22,85 m. Chiếc này 11.000 tấn nha.